Xin chào các bác, vừa rồi thì có một tốp khách các chú qua cửa hàng thì chốt đơn hàng rất là nhanh. Và bây giờ thì vừa rồi thì chú khách chú đã chốt cái cục đẩy, một chú thì chú đã chốt cục đẩy TD650 để hai kênh, chạy nguồn xuyến và một con vang số chỉnh cơ KM330 Pro đã test ok rồi và đóng đóng kiện để bàn giao chú rồi. Tiếp đến thì đây em lại thử tiếp mà chú khách chú đang có nhu cầu là đang muốn có một cục đẩy. Thì em giới thiệu tiếp cho các bác là một con đẩy dòng cao cấp của DMX các bác nhé. DMX mã sản phẩm của nó là XP500. Ở đây thì nguyên đai nguyên kiện và về em sẽ đưa cái sản phẩm ra để giới thiệu cho các bác. Thì DMX đó là một cái thương hiệu cao cấp các bác nhé. Thương hiệu hàng cao cấp, âm thanh rất là hay, chất lượng hàng rất là tốt. Ở đây em sẽ đưa cái sản phẩm chính ra để giới thiệu cho các bác. DMX X500. Con này thì nó sẽ phù hợp khi mà các bác sử dụng có một đôi full 30 hoặc là các bác sử dụng những cái dòng mà loa bass 25 thì các bác sẽ lắp được hai đôi bass 25 thì chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh là hợp lý nhất, mềm mại nhất. Nhiều bác là thắc mắc là tôi muốn mua một cái cục đẩy công suất nó rất là phải khỏe, càng khỏe càng tốt thì âm thanh mới hay. Nhưng mà các bác lưu ý là không phải là như vậy, mà âm thanh của cái công suất của cục đẩy thì nó phải phù hợp với cả công suất của loa để chúng ta sẽ có cái hiệu quả âm thanh là hay nhất. Theo kinh nghiệm của bên em thì với cái công suất của cục đẩy so với cái công suất của loa thì nó với cái tỷ lệ là độ khoảng 120 đến 150%, có nghĩa là so với cái tỷ lệ giữa công suất của cục đẩy và so với công suất của loa thì theo cái tỷ lệ là 120 đến 150% là chúng ta sẽ có một cái hiệu quả âm thanh là ok nhất. Còn tránh cái trường hợp mà các bác sử dụng những cái dòng mà cục đẩy công suất nó cao gấp 2, gấp 3 lần so với công suất của loa thì lúc đó thì chúng ta sẽ cũng không có cái hiệu quả âm thanh hay đâu nha các bác nhé. Vì lúc đó thì tiếng loa nó sẽ bị phá tiếng, nó bị phá tiếng vì nó khỏe quá, nó bị phá tiếng và âm thanh nó không còn mềm mại nữa. Đấy, nó không còn mềm mại nữa. Và rõ ràng khi mà cục đẩy công suất mà nó lại công suất nó lại yếu hơn công suất của loa thì rõ ràng chắc chắn thì nó sẽ không hay rồi. Đấy, nhưng mà khi mà khỏe hơn loa thì là đúng rồi, nhưng mà khỏe hơn cái tỷ lệ độ khoảng 120 đến 150% là phù hợp. Còn nếu mà ví dụ như gấp đôi, gấp ba thì đấy là không phù hợp các bác nhé. Đây là cái sản phẩm chính ở bên trong. Thì cái con này thì ở bên trong thì các bác thấy nó có cái những cái mút xốp rất là dày đây, vận chuyển rất an tâm. Ở bên trong thì nó cái quyển sách hướng dẫn sử dụng ở đây thì em sẽ đọc một số những cái thông tin ở bên nhà sản xuất cho chúng ta. Con này đặt lên cân thì nó rơi vào tầm khoảng 13 kg các bác nhé. Thì thương hiệu DMX là một cái thương hiệu hàng cao cấp đấy các bác nhé, hàng cao cấp, âm thanh rất là hay luôn. Đây thì và đây thì em vào trong cái trường hợp này thì em sẽ lắp vào một đôi loa full bass 30. Thì nhà khách hàng thì chú ý đang sử dụng là đang hai đôi bass 25, hai đôi bass 25 thì em ướm là cái con này thì sẽ là phù hợp nhất để chúng ta sẽ có một hiệu quả âm thanh là hay nhất. Thì đây là một cái con là phù hợp nhất khi mà chúng ta sử dụng là full đơn bass 30 hoặc là các bác có hai đôi bass 25 hoặc là một đến hai đôi bass 25 thì chúng ta sẽ có hiệu quả âm thanh là mềm mượt nhất. Ở trên vâng không à đây đúng rồi, đây có full bass 25 này Hải này. Ở đây thì em cũng lắp luôn, con này là bass 25 đấy, bass 25 đấy, full đơn bass 25. Các bác lắp vào bát con này nếu mà các bác kéo hợp lý, em nhắc lại nhé, kéo hợp lý là sẽ là một đôi full đơn bát 30 hoặc là một đến hai đôi full hai đôi bát 25 full cũng được hoặc là loa làm cũng được. Ở đây trên quyển sách hướng dẫn sử dụng thì có rất nhiều những thông tin, trong đó thì sẽ có cái thông tin ở đây. Con này thì trong trường hợp đây cái mã của chúng ta đang giới thiệu là mã XP500 nhé. Đây ạ, mã XP500. Thì cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này nó sẽ sử dụng chung hai mã là XP700 và XP500. Thì XP500 thì trong trường hợp mà các bác sử dụng cái loa trở kháng là 8 ohm, lội trở của loa là 8 ohm, chúng ta sẽ có hai kênh công suất, mỗi kênh là 550W. Còn trong trường hợp mà các bác sử dụng cái loa trở kháng là 4 ohm thì chúng ta sẽ có hai kênh công suất, mỗi kênh là 1000W. Đó. Thì và trong trường hợp mà các bác chuyển sang chế độ đánh gộp có nghĩa là chụm hai kênh làm một thì chúng ta sẽ có một cục đẩy công suất là một kênh. Trong trường hợp mà trở kháng là 8 ohm, chế độ đánh gộp chúng ta sẽ có một kênh 1000W. Và trong trường hợp mà sử dụng là chế độ là 8 ohm này, loa đường lội trở của loa là 8 ohm, đường dây ra loa thì chúng ta sẽ có một kênh công suất là 1500W. Đây chú nhá. Trong trường hợp mà chú đánh loa Sitte này, chú nhìn đây này. Ở đây là cái trong trường hợp là lội trở của loa là 8 ohm thì chúng ta sẽ có hai kênh công suất, mỗi kênh là 550W. Đây nhá. Chú đeo kính chú nhìn này. Đây à. Đấy, 550W nhân hai kênh. Và nếu mà trong trường hợp mà ví dụ chú lắp mà song song nhiều loa. Có đấy thì xuống 4 ohm này, xuống 4 ohm thì chúng ta sẽ có là hai kênh công suất, mỗi kênh là 1000W cơ mà. Đấy. Đánh thoải mái luôn và nó là phù hợp. Nó là phù hợp chứ tránh cái trường hợp là cái công suất nó vượt quá thì nghe nó cũng không hay, nó bị phá tiếng. Đây thì em sẽ lắp cái con vang vào để thử cho các bác.
Ở đây thì em cũng sẽ lấy một cái con vang số chỉnh cơ dòng cao cấp của bên DB Acoustic các bác nhé. DB Acoustic thì con này nó có hai màu, màu đen màu trắng. Đây em sẽ lấy con màu trắng em thử cho các bác. Thì cái con vang số chỉnh cơ KM330 Pro là một cái con mà đứng đầu thị trường hiện giờ. Thì trong một cái hệ thống âm thanh ấy thì lưu ý cho các bác là trong một cái hệ thống âm thanh thì không phải là một cái hiệu quả âm thanh cuối cùng đến tai người nghe là hay, thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là chúng ta phải có một cục đẩy công suất tốt, hoặc là một cái âm ly tốt, một con hệ thống mà vang nhại tốt, loa tốt và đường dây tốt cũng như là đường nguồn điện tốt, thì chúng ta sẽ có hiệu quả âm thanh cuối cùng là tốt, chứ không phải cứ là một sản phẩm tốt mà nó đưa ra một cái hiệu quả cuối cùng là tốt, thì nó phải kết hợp giữa nhiều thiết bị với nhau. Thì cái con vang này thì bên em đang bán với cái giá là tầm khoảng 2.9 triệu nhá, 2.9 triệu bao ship về tận nhà cho các bác, thì giá thì cũng rất là hợp lý thôi chứ không phải là quá cao đó. Và đây thì em sẽ đưa cái phần âm thanh, đây là hai cái đường tín hiệu là loa trái loa phải này. Trên con vang này thì em đang vừa bóc hộp ra các bác nhé, vừa bóc hộp ra đang để ở chế độ âm thanh mộc đó. Ở đây thì các em sẽ đưa cái phần âm thanh vào, các bác lưu ý đặc biệt hộ em ở đây thì em đang để là cái âm thanh mộc nhá, âm thanh mộc của con vang là chưa chỉnh bất kỳ một cái gì cả, chỉ là âm thanh mộc thôi. Còn nếu mà chỉnh thêm nữa thì âm thanh nó sẽ hay hơn. Đây em sẽ đưa cái phần âm thanh lên. Đây chú nhạc này hay hơn nhạc TV. Chú bảo là cái nhạc ở trong cái USB này hay hơn, thì bây giờ cháu lại rút USB ra cháu chuyển sang chế cứ tiếp nhạc vào không tiếp loa ấy. Không có nhạc nghĩa là bọn cháu là giờ sử dụng cái USB này cho tiện, nếu mà cắm vào cái kia thì lại phải thêm dây cắm rất là lằng nhằng. Thì bây giờ chú cháu sẽ chuyển sang chế độ là Bluetooth, chú kết nối với điện thoại chú đi, chú thích bài gì chú bật ở điện thoại chú bài cho đấy, đấy cho là dễ đấy. Còn cái nhạc này thì cháu cũng có ở trên mạng thôi. Là chú cứ bật ở điện thoại đi cho dễ đi. Là chú cứ vào mạng của cháu đi, chú vào mạng đi, chú cứ vào cái wifi ở bên cháu đi. Ở đây chú khách thì chú yêu cầu là không nghe ở USB nữa mà chú nghe từ điện thoại của chú nhá, thì em sẽ bật cho các bác là nghe ở điện thoại. Thì nghe ở đâu thì cũng sẽ có bài hay và bài không hay. Đó. Chú vào cái lượng âm thanh 2G đấy, chú vào mạng của nhà cháu đi. Các bác lưu ý hộ em ở đây là em để âm thanh mộc của con vang chưa chỉnh bất kỳ một cái gì cả nhá. Cái mật khẩu là từ 1 đến 9 bỏ số 5 chú ạ. 1 2 3 4 6 7 8 9. Vâng, ok. Chú ấn thị mật khẩu đi xem đúng chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 sai một số này. 8 xóa nữa chú ạ. Ở đây là chú khách chú đang vào cái wifi ở bên em 8 9 chú ạ. 8 9 ok. Kết nối. Chú lấy điện thoại để vào cái wifi của bên em để vào mạng. Rồi thao tác thứ nhất đã xong, thao tác thứ hai là chú phải vào cái Bluetooth để kết nối với con vang này. Đó, chú ấn vào Bluetooth đi. Rồi. Nó sẽ có một cái con vang nó ghi là KM330. Chú chờ một lúc đi, nó chưa loát lên đâu, cái điện thoại chú chưa loát lên. Cái điện thoại của chú đang để cái phông chữ to quá, nó mất chữ 330 hình như nó có chữ KM thôi. Chú để cái phông chữ điện thoại ấy, chắc là mắt chú kém chú để cái phông chữ nó to quá thì nó KM này là ở cái Bluetooth ở nhà loa... ở nhà. Đấy thì chú kéo xuống dưới đây đi. Là Bluetooth của tôi. Đang ở chế độ Bluetooth các bác nhá. Âm thanh mộc của vàng. Chưa chỉnh cái gì cả. Đầu đi nhá, không sử dụng cái đầu này.
chỉnh cái gì cả, nhưng mà chú nghe thấy hợp lý không? Được. Rất là hợp lý luôn đúng không? Được. Đấy, chưa chỉnh cái gì cả, âm thanh mộc đây. Đấy, chú khách đã gật đầu nhưng các bác để âm thanh mộc đấy là ok. Chế độ Bluetooth các bác nhé. Đang hét ở cái mặt sàn độ khoảng 100m², nhưng mà nghe tiếng rất là đã luôn. Rất là vào luôn các bác nhá. À, thưa các bác là sướng cái là như này, sướng cái là ở đây là cái con vang này em đang ở chế độ mộc, là không chỉnh bất kỳ một cái gì cả, vừa đưa ra khỏi hộp là lắp vào là dùng luôn. Đây các bác sẽ nhìn tất cả những cái chiếc am này để ở hướng là hướng âm thanh mộc, là không chỉnh bất kỳ một cái gì cả, mà thứ nhất là các bác nghe tiếng nhạc rất là phê, và thứ hai là tiếng hát thì các bác thấy là cái chú khách chú vừa hát thì nghe rất là đã tai luôn. À, tiếng hát rất là ấm và rất là mượt tiếng luôn, rất là phê. Đấy thì với cái con này thì em đã nhắc lại với các bác là con đẩy này là dòng cao cấp. Dòng cao cấp thì âm thanh nó rất là sáng, rất là rõ, và tiếng nó rất là mềm. Mà đặc biệt là khi mà các bác sử dụng với những cái dòng mà loa bát 25 thì đưa ra một cái âm thanh là hợp lý nhất, là ngọt ngào nhất các bác nhé. Thì nhắc lại với con này thì các bác sẽ sử dụng hợp lý trong trường hợp mà các bác sử dụng một đôi phun đơn bát 30 hoặc là một đôi đến hai đôi bát 25, loa phun cũng được hoặc là loa treo cũng được, đều ok. Và cái con này thì kiểu dáng của rất là gọn, rất là gọn, rất là đẹp ở đây. Thì con này nó sử dụng là biến thế nguồn cơ các bác nhé, biến thế nguồn cơ. Thì với cái biến thế nguồn cơ, nguồn xuyến như này thì nó sử dụng nó rất là lành, rất là bền, vì nó chỉ là những cái cuộn dây điện quấn nhau thành ra rất là bền. Ở đây phần phía sau thì chúng ta sẽ có một số những cái thông tin. Đường tín hiệu vào chúng ta sẽ có hai kênh, mỗi kênh là sẽ có jack ca lông đực và jack ca lông cái. Thì các bác sử dụng cái jack ca lông cái thì nó sẽ chặt ra jack ca lông đực để các bác cắm.
Và cái con đẩy này thì nó có hai cái chức năng, là một là các bác có thể để đánh chế độ site là đánh riêng rẽ hai kênh, hoặc là các bác có thể chuyển sang chế độ đánh gộp là chuyển thành một kênh, công suất là được nhân đôi. Và đây là hai đường tín hiệu ra loa, nó sử dụng cái jack là jack Neutrik ở đây. Đấy, và âm thanh con này thì nó là cái dòng DMX, cái dòng cao cấp rồi, thì âm thanh nó sẽ là ngọt ngào nhất, ấm áp nhất. Thì về phần cục đẩy công suất, chúng ta sẽ có hai cái khía cạnh về chất âm, chúng ta sẽ có hai cái khía cạnh để đánh giá. Thứ nhất về công suất khỏe, và thứ hai nữa là về chất âm mềm mượt. Thì cái con này thì cái công suất thì là công suất nó phù hợp với cả bát 30 và bát 25. Và cái âm thanh thì nó sẽ là âm thanh mượt mà nhất, vì cái chất lượng mạch linh kiện ở bên trong nó rất là cao. Đây là cái tem chính hãng của DMX các bác nhá. Đây là tem chính hãng của DMX. Ok, thì chú có thử gì được không? Chú đấy. Đấy. Thì vừa rồi thì chú khách thì chú có bảo là cắm vào để mà thử Bluetooth, thì các bác nghe vừa hát ở Bluetooth thì nghe rất là mượt mà và chưa chỉnh cái gì cả, âm thanh nó rất là đã luôn. Bây giờ mới khuân đồ ra mới nhìn thấy cái xe này của chú thế này thì vớ vẩn là tay vịn nó rất là nhiều luôn. Anh nhìn nhìn cái bác khách này cũng bác cũng đứng tuổi rồi, nhưng mà có cái xe rất là thanh liên luôn các bác nhá. Nhìn cái xe rất là nghệ sĩ luôn. Và cái xe này thì rất là nghệ sĩ luôn. Nhìn xe thích à? Ở đây thì chú khách này thì chú ấy là vào chú chốt đây, con đẩy và con vang đang bỏ ra thì bắt đầu mới nhìn cái xe của chú thì nhìn trông rất là ngầu luôn đấy. Ngầu lắm, trông chủ trưởng ngầu lắm. Rất là thanh liên luôn đấy. Có Vi ơi, cầm em cái có xe dao dọc giấy mà. Tiện đây là hỏi chú ở đâu nhỉ? Chú luôn đấy chú à? Bồ Đề. Bồ Đề cũng gần bên cháu thôi. Đấy, nhưng mà chú có cái xe này thì này là với bọn cháu mà thanh liên mà có cái xe này đi là cưa là dễ lắm đấy. Thì cưa là dễ lắm đấy. Cái xe này kiểu nó vừa đẹp mà nó cái yên này, nó cái tầm này ngồi lái nó rất là dễ chú nhỉ. Nó rất là thoải mái khi mà cầm tay lái. Nó không đây, đây, 6 mấy tuổi các bác nhá. Thanh liên bây giờ mà tầm thanh liên bây giờ mà ước được về sau tầm tuổi chú mà được như này thì là ngon quá. Đó. Đi phượt Lạng Sơn Cao Bằng. Đấy. Phượt mọi nơi luôn. Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn. Chỗ này là mình ngồi, còn phía sau là hàng xách tay kèm theo đúng không? Ra đường tay vịn kèm theo. Hàng xách tay ngồi sau. Đây các bác là ok đã chẳng lên xe các bác nhé. Cái này là cái âm lý. Rồi cảm ơn chú nhá.